xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường nên bây giờ mình sẽ dậy chuẩn bị để mình thôi mình còn qua rước hơn đi học chung với mình nữa. Bây giờ mình sẽ đi đánh răng rửa mặt rồi mình tắm cái. Lúc này hơi tế nhị chút xíu các bạn đừng nhìn nha. Xong rồi sạch sẽ thơm thơ đó, bây giờ mình sẽ chọn một chiếc xe qua rước hơn. Trời ơi chết rồi, có trễ không mà sao trời sáng như vậy nè. Hên quá nhà nó cũng gần đây để mình chạy lẹ qua. Trời từ xa mình thấy đứng chờ mình được kìa các bạn. Giờ chạy lại chắc má chửi thấy bà nội luôn á. Hello Hân. Tối hôm qua Nôn đi học có cái ngủ không được, tới giờ ngủ cái ngủ quên luôn. Trời nó hỏi mình đến đón trễ vậy mà mặt nó nhăn như khỉ vậy. Hồi lại đi két xe mình nó hồi lại chửi mình này. Trời ơi, đi học ghê bạn, mình chạy về mà nó còn hết mình chạy lẹ. Ok luôn. Nãy nó hối mình thì mình chạy lẹ quá, mình thấy không kịp lũi dưới tường luôn nè. Mình thích đi học đó mấy bạn, mình đi câu cá không mà nên giờ mình chọn học sinh mới nha. Tôi cũng chưa biết học tiết gì trước nữa, để tôi coi thử biểu hôm nay coi. Học môn sinh vật á, 9 giờ học, học ở phòng này nè, đi theo tôi. Học sinh mới tưởng đâu bị ăn hiếp rồi chứ ai ngờ được mấy bạn học sinh cũ bắn tim quá trời nè. Rồi để mình bắn tim lại cho nha. Trời còn sớm quá trời này vậy mà nãy hắn hối là mình chạy đụng với tường banh xe luôn. Hồi học xong biết xe còn chạy được không nữa hay đi bộ về nữa nè. Trời bạn này là hoạt náo viên mà tưởng chị đại trong lớp này chứ. Giờ lên bạn đứng nhìn mình nữa kìa. Trời chị con ngư đợi mệt quá ngủ luôn kìa. Thôi tới giờ học rồi mình không nói chuyện nữa, mình làm bài nha các bạn. Bấm lẹ quá liệu lùm được điểm B cộng thôi. Có ai giống mình không chứ mình học tiếng này xong mắt mình cảm giác như muốn bị lé luôn á bạn. Bây giờ đi theo tôi qua lớp nói hình vẽ thì ngồi chờ chút xíu rồi học tiếp nữa nè. Đi học cái nhà này mình giống hứa nhân viên du lịch quá vậy trời. Hỏi đủ thứ rồi giờ mình dẫn nó đi nữa nè. Tiết 2 mình học nói hình vẽ nè, bằng dịch Barbie này khoái học tiết này lắm hay sao mà nhảy múa với người ta. Thời gian chạy nhanh quá là mình áp lực có mình bị rối các bạn ơi. Được điểm B cộng nữa. Nó ấy nó được điểm A cái nó cười mình kìa các bạn. Lu bắt cái chi. Tới giờ ăn trưa rồi để mình dẫn nó đi ăn trưa. Mới vừa mua chưa kịp ăn nó quay quá xin ăn rồi nè các bạn. Nè ăn lẹ đi sắp tới giờ học rồi đó. Sắp tới giờ học rồi thôi tôi vô lớp trước nha. Rồi người ta vô lớp hết trơn rồi mà không theo còn đứng ngoài kia nó ăn. Ê mới nhắc nó tới rồi kìa. Trời bỏ tật ham ăn giờ bị trễ học. Thank you.
Hồi nãy nó cười mình, bây giờ mình được điểm B cộng, được điểm B kể bạn, mình có nên cười vô mặt nó lại không? Đi theo tôi qua phòng này học lại 2 tiết nữa rồi về nè. Trùng hợp quá ta, mình là cái bạn dịch baby nữa nè. Nữa B cộng nữa, sao hôm nay học toàn điểm B cộng không vậy trời? Học dở ghê. Trời ơi, mừng quá bạn ơi, còn một tiết nữa là mình được đi về nhà, mình đi câu cá về cho má mình nấu canh chua rồi. Mệt quá bạn ơi, để mình nằm nghỉ mệt chút xíu. Sao mà cố gắng thì mình đã phá được lời nguyền B cộng và mình được điểm A rồi hả bạn? Oh my god! Hôm nay trước cổng trường đứng đợi nha. Rồi mình chạy ra tới đây mình nói không biết nó nghe không nữa. Kệ nó nghe thôi, cho đi bộ gì. Rồi sao không lên xe đi? Trời nhà này có tâm hồn ăn uống ghê ta. Giờ nó còn kêu mình chở đi mua pizza nữa. Hỏi mình có ăn không thì tất nhiên là ăn rồi, chứ chưa giờ có ăn gì đâu. Chưa mua có cái bánh, mình xin ăn hết trơn rồi. Tưởng nó mua cho mình ăn ngay, kêu mình tự vô mua đi. Thôi khỏi luôn đi, không thèm. Sao ghê bạn, nó trả tiền mình đâu mất, kêu mình xe ôm. Trời mới vừa về rồi đi ngủ liền luôn. Nó ăn nhân heo á. Ê, nó để quên miếng bánh pizza trên xe mình hồi nãy bạn. Thôi mình lấy mình ăn luôn, mai mình mua cho nó cái khác. Vậy là kết thúc một ngày đi học của mình rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vô phòng lấy cái dàn PC siêu xịn này của mình đăng video cho các bạn xem. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye.